đâu chỉ nữ giới mới lo, nốt muốn khó chịu thường do tuyến nhờn. Nam giới dễ bị mụn hơn nếu hay dùng chất có cồn có ga, ví như thuốc lá, rượu bia, nước ngọt hay cả cà phê cũng vậy. Thức khuya xin dừng lại ngay, sữa chua kết hợp dâu tây ta dùng. Đêm say thành hỗn hợp chung, xoa đều lên mặt khoảng chừng 2-3, để dung dịch thấm vào da, rồi sau rửa sạch, nở là baby.